trên đường tuần tra, Tổ Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt xử lý hai đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản phạm pháp. Trong lúc tuần tra trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động đã phát hiện một đối tượng đi xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác đã làm rõ đối tượng là Hồ Văn Hiệp, trú tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, đang sở hữu bất minh một chiếc điện thoại di động. Hiệp đã thừa nhận chiếc điện thoại di động này là tài sản do người khác trộm cắp và giao cho Hiệp đang trên đường mang đi bán giúp thì bị bắt. Từ lời khai của Hiệp, Tổ Cảnh sát Cơ động tiếp tục bắt giữ đối tượng Hà Công Danh, trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Cả hai khai nhận do đều nghiện ma túy lâu năm, không có tiền nên Danh đã đi trộm cắp điện thoại di động của người dân rồi nhờ Hiệp mang đi cầm bán để lấy tiền mua ma túy về cùng nhau sử dụng. Vào ngày hôm đó thì tổ tuần tra của phòng BK02 trên đường tuần tra thì phát hiện một đối tượng hai nam thanh niên điều khiển xe đi ngược chiều. Thì qua kiểm tra thì đấu tranh và nghi vấn hai đối tượng là trộm cắp tài sản nên đã đưa về trụ sở công an thành phố Buôn Ma Thuột. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì khó khăn vất vả thì phòng BK02 thì đó là công việc thường xuyên rồi của phòng BK02. Nên đó là nhiệm vụ của nhà nước và đảng đã giao thì tổ tuần tra cũng khó khăn thì cũng có anh em cố gắng động viên nhau rồi để qua khó khăn rồi để tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong mùa dịch này. Thì quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đảm bảo được an ninh trật tự và người dân người ta yên bình và an toàn thì mình là cảm thấy vui rồi. Anh em lực lượng thì cái đó là nhiệm vụ chung của anh em chiến sĩ trẻ công an phòng BK02, đó là nhiệm vụ chung. Ngay trong đêm đó, Tổ Cảnh sát Cơ động cũng thu giữ trên người hai đối tượng các tang vật bơm kim tiêm và dao để chuyển cho các đơn vị liên quan xử lý.